Máy bay Mỹ chở 181 người rơi bánh khi cất cánh. Máy bay của United Airlines bị rơi bánh đáp chính khi đang cất cánh từ Los Angeles. Nó sau đó hạ cánh an toàn và không ai bị thương. Chuyến bay số hiệu United Flight 1001 chở 174 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn của hãng United Airlines hôm 8 tháng 7 bị rơi bánh đáp khi cất cánh từ thành phố Los Angeles, bang California để tới thành phố Denver ở bang Colorado. Theo dữ liệu của Flightradar 24, đây là chiếc Boeing 757-200 gần 30 năm tuổi. Boeing đã dừng sản xuất dòng này vào năm 2004. Máy bay sau đó hạ cánh an toàn ở Denver. Phi cơ hạ cánh không êm ái, có một cú sốc nhưng tất cả chỉ có vậy. Hành khách Alan Stuber cho hay, phần bánh bị rơi đã được tìm thấy ở Los Angeles. Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân sự việc, hãng hàng không cho biết. Hồi tháng 3, chiếc Boeing 777-200 của United Airlines bị rơi mất một lốc giữa không trung sau khi cất cánh từ San Francisco. Phần lốp này rơi xuống ô tô trong bãi đậu dành cho nhân viên sân bay, khiến chiếc xe và một số phương tiện xung quanh bị hư hại. Máy bay sau đó phải hạ cánh xuống sân bay quốc tế Los Angeles và không ai bị thương. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.